quá khủng khiếp. Ba cái mồm, và mặc dù là một mạng cực kỳ dễ dàng sau khi đối phương gọi người dậy. Năm và là thứ 6 frag dành cho thủy thủ của Thịt Crew. Cùng ta xem lại những đường pick thủ bắn quá clean từ Đều Dĩnh rồi. Lâu lâu thì anh già cũng phải thể hiện những giá trị của mình như đập bàn rồi. Hiển nhiên bonus round nhưng lại không phải là một bonus round, chính là những cái tham mưu không là player kỹ năng cá nhân tốt nhất trong đội tuyển thì đúng hơn. Những tình huống one tap của Kedmik chưa bao giờ cần phải bàn. Đội tuyển burst phải nói là cực kỳ chất lượng. Đây sẽ là một cổ Odin, mình xử lý tới hai đường quá khó, nhưng Adis bắt ngay cho mình đúng Azino và Adis tiếp tục lên tiếng, và đó là quad kill, một cái ace 1 vs 5 dành cho vị trí của Adis. Thời gian chống để hồi phục cho đồng đội là có, nhưng vấn đề của Natic đã biết được cả hai người dưới under chưa nào. Một mạng sẽ có ngay bây giờ dành cho người trên đội hình Wonderstep hay chẳng. Enzo vẫn muốn chạy nhưng bảng hạ của Enzo Adfire anh ta đẩy ra gõn cho mình thêm một điểm cùng tình huống được trên đó là 1 vs 1, và đây là double kill dành cho Adfire. 1-2 cho phần Natic. Sau một quãng thời gian ngắn ban đầu khi để được phương thắng một cái floor lead, chúng ta một cái Tritty điền sau đó thì vấn đề cũng đang ổn định lại rất nhanh chóng với liên tục những cái round đầu cực kỳ kỷ luật. Đây không phải là một Wonderkid mà chúng ta mong muốn thấy ở. Và Đức Kỳ sẽ tới, một người mất tầm nhìn như Azuna vẫn hạ gục Đức Kỳ với cường tinh cường của mình, có thêm dạng quỷ hỗ trợ. Đây sẽ là một cái nano swarm hạ gục đi bên chỗ Azuna. Bang đang muốn TP nhưng ta vào đúng cái góc khó. Bây giờ Bang có thể tạo đột biến hay không? Về đối phương sẽ vào một mạng, Bang double kill cho Bang, triple kill cho Bang, đó là 3 tap với Sheriff. Và bỗng nhiên hy vọng đến từ bên phía đội hình One The Team mở ra